Xin chào tất cả các bạn, tôi là Liu Đinh, một trong những người sáng lập nên công ty Red Cap Motion. Chúng tôi tạo ra những câu chuyện sáng tạo bằng animation. Tôi mở khóa học online giúp các bạn tạo ra được những bộ phim như thế này. Chào mừng các bạn đến với khóa học motion của tôi. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay Liu chia sẻ với các bạn một trong những cái thủ thuật mà Liu hay làm để mà lặp đi lặp lại một cái hành động gì đấy trong suốt cái chiều dài video của mình. Thật ra là có rất là nhiều bạn hỏi Leo, tức là làm xong một cái hành động, ví dụ như là trên màn hình các bạn thấy là Leo có một cái nhân vật con hề mã đang đi bộ. Tức là Leo chưa làm xong cái nhân vật này, nhưng mà Leo muốn lấy nó làm cái ví dụ cho cái tutorial lần này. Đây là một trong những cái bài tập tại Redcat Academy. Khi các bạn học cái lớp làm animation thì đây là một trong những cái bài tập nhỏ tại lớp. Trong đây thì Leo minh họa cho các bạn là cái cách làm cho một cái con tê giác nó chuyển động. Ở đây thì các bạn có thể thấy trên màn hình là cái con tê giác này nó sẽ chuyển động lặp đi lặp lại. Tức là Lua chỉ làm keyframe cho cái hành động lặp đi lặp lại đầu tiên thôi, và nó cứ thế lặp đi lặp lại trên suốt màn hình. Thì mình có cảm giác giống như là con tê giác này nó cứ như đang đi liên tục vậy. Ôi, trở lại cái công chính này thì Lua muốn là cho cái con tê giác này nó đi từ trái qua bên phải. Thì dĩ nhiên là mình sẽ không phải copy toàn bộ hết tất cả các keyframe, đúng không? Nó như vậy nó sẽ rất là rắc rối, và mình cũng sẽ không cần phải copy rất là nhiều cái com ra để mà cho nó lặp đi lặp lại. Có một cái cách khác nhanh hơn rất là nhiều. Vì đầu tiên cần làm là các bạn sẽ phải cắt cái com của mình ngắn lại. Ví dụ ở đây là toàn bộ cái cảnh mà con tê giác này nó đi bộ thì nó chỉ kéo dài trong khoảng 28 frame. Thì Lô sẽ vô composition để coi trim com to work area ha, thì nó sẽ cắt cái com của các bạn ngắn lại đúng trong cái khoảng này luôn. Cái thứ hai là ra lại cái com chính, Lô sẽ click phải và chọn đó là time, enable time remapping. Thì ngay lập tức thì các bạn sẽ thấy là cái độ dài của cái com này, nó của cái layer này, nó được kéo dài ra so với com chính của mình. Và việc tiếp theo để làm cho nó lặp đi lặp lại thì các bạn có thể dùng cái mã lệnh loop out, tức là các bạn nhấn enter lab, click lên cái đồng hồ để mà mình có thể điền vô cái expression. Ở đây Lô sẽ đánh là loop out ha, L hai chữ O B phở shift gạch outer, đóng ngoặc lại và đánh dấu chấm phết. Thì như vậy là các bạn sẽ có cái con tê giác của mình nó cứ lặp đi lặp lại. Và nếu các bạn để ý thấy là ở đây con tê giác nó bị mất thì có một cách khắc phục rất là nhanh, là mình sẽ đưa cái con chuột vô cái keyframe trước nó. Giờ đây là cái keyframe thứ hai, đúng không? Mình đưa con chuột vô cái keyframe trước đó. Mình tạo ra một cái keyframe mới bằng cách lên cái hình con thoi này và xóa cái keyframe này đi. Như vậy thì cái con tê giác của bạn sẽ lặp đi lặp lại mà không bị cái tình trạng là biến mất. Thì các bạn thấy đây là một cái thủ thuật rất là nhanh để mà các bạn có thể làm cho cái một cái nhân vật hay là một cái hành động gì đấy nó chuyển động liên tục trên cái timeline của mình mà mình không cần phải copy ra nhiều com ha. Ví dụ ở đây Leo muốn cái con tê giác nó đi từ bên trái qua bên phải như thế này. Nên là nó hơi bị nhanh, nhưng mà anyway thì cái tutorial này Leo cũng muốn chỉ cho các bạn là cái thủ thuật để mà mình có thể làm cho cái nhân vật của mình chuyển động lặp đi lặp lại trên màn hình một cách nhanh nhất bằng cái mã lệnh đó là loop out và dùng cho cái time remapping. Ok, chúc các bạn làm được.